Từ từ thôi em. Bà Phương. Dạ. Xuống bếp bưng tô cháo gà ác hầm hột sen lên cho bà Năm ăn. Dạ. Tôi kêu ông Tam nấu riêng cho em Năm ăn đặng bồi bổ. Món này á tốt cho đàn bà mang thai lắm nghe. Em Năm, em ăn đi cho nóng. Thỉnh thoảng á, chị cũng biểu lão Tam nấu cho vợ thằng Tân ăn. Ngon mà bổ dưỡng lắm đa. Em Năm, có chị cả chăm sóc như vậy thiệt là có phước. Em cũng nên cảm ơn chị, nghe không em? Dạ, em cảm ơn chị. Thôi, em ăn đi. Bà Năm, tôi xin bà đừng ăn tô cháo này. Chuyện chi vậy lão Tam? Không lẽ cháo nấu chưa chín? Dạ không, tại tôi nghi trong cháo có miệng chai. Lão Tam. Dạ. Ông nói cho rõ sự tình. Dạ. Việc này là sao? Dạ, thưa ông, tôi nấu cháo cho bà Năm theo lời dặn của bà cả. Lúc cháo chín tôi múc ra rồi đi xay chút tiêu bỏ vô cho thơm. Ai dè tới khi quay lại á, ai đã múc chén cháo ra rồi. Tôi tính đem nồi đi rửa thì có cái chi giống như miếng chai xay nhuyễn dính trên miệng nồi. Tôi nghi ngờ nên vét chút cháo còn lại coi thử, thì đúng là miếng chai lợn cợn ở trong đó. Dạ. Ai mà dám làm chuyện thất nhân này chứ? Bỏ miếng chai vô cháu đặng cho bà Năm đau bụng phải không? Dạ thưa ông, tôi nghe nói đây là cách hại người đàn bà mang thai rất là nguy hiểm. Một khi mà họ ăn miếng chai vào trong bụng á, thì sẽ làm cho người ta đau bụng rồi trục thai ra ngoài. Ông là người luôn có mặt ở dưới bếp. Dạ. Ông biết ai làm chuyện này, mau chỉ mặt. Dạ, lúc trở vô á, thì tôi thấy một bóng người lảng vảng quanh bếp. Người đó là ai? Dạ, là con Mùi. Con Mùi đâu? Lôi nó vô đây cho tôi. Cái thứ đầy tớ, dám làm hại chúng nhà hả? Mày nghe tao nói đi, mày phải khai ra sự thật cho rõ ràng. Bằng không, ta sẽ kêu lính công đầu bỏ tù mày mặc kiếp đó ra. Có phải chính mày làm việc tài trời này không hả? Dạ, con lại ông. Ông tha cho con. Con biết tội của con rồi. Mùi à, tôi biết Mùi không có gan làm chuyện như vậy. Cớ chi mà bày kế cho tôi ăn cháo trộn miếng chai đặng hại con tôi chứ? Chắc Mùi cũng có điều chi giấu kín trong lòng, hay ai đó ép Mùi đặng hại mẹ con tôi. Mùi có biết làm như vậy là tội nặng lắm không? Mùi mau khai ra, chứ không lẽ một mình phải gánh tội hết đa. Chờ, mày còn chờ gì mà không mau nói ra đi. Ai đã xúi giục mày làm chuyện thất đức này? Ai là người lập mưu bày kế cho mày hư? Có phải là người trong nhà này không? Nói. Dạ. Con lại bà. Con có lỗi với bà.
Mùi, chớ làm gì kỳ quá vậy? Sao tự nhiên lại tôi? Bà hai kêu con á, đổ tội cho bà nếu như sự việc bị bại lộ. Nhưng con không đành lòng, con sợ làm vậy con còn mặt mũi nào con nhìn bà nữa chứ. Ý mày nói kẻ bày trò này là ai? Dạ là bà hai. Ý, cái con này, mày láo xược quá đa. Cớ gì mà mày lại đổ hết tội xuống đầu tao chứ? Tao xúi mày hồi nào? Chính nó đã xúi mày mà. Bà ơi, việc đã lộ rồi. Cái con này bà làm thì bà nhận, chứ bà đừng có đổ quan cho bà Tư. Bà buộc con khai gian, ngặt con không đành lòng thấy người khác bị quan. Mày nói điên gì chứ? Tao xúi mày như vậy hồi nào? Mày phản chú, bà hai con này tao xúi mày. Bà hai ơi, nó nói láo đó, ông đừng có tin nó. Mùi, có phải nó đã cho mày tiền rồi dụ dỗ mày đổ tội cho tao phải không? Thành, tôi có thâm thù gì với cô đâu mà cô hại tôi như vậy hả? Con người của cô thiệt là thất nhân. Cô dám bày mưu hại người, sao không dám nhận tội hả? Dạ, con đâu có dám nói lâu. Bà hai, việc bà biểu á, bà Năm ăn canh mùa ngót rồi cố ý mắc cái giọng, đặng bà Năm ngồi lên sẽ đứt, là do bà biểu con làm mà. Việc này bà cả cũng đã tỏ đó đa. Bà cũng biết hả? Dạ, tôi biết. Và đã khuyên răng ngăn cản em hai. Nhưng thiệt là chứng nào tật nấy. Tôi nghĩ em Tị Hiềm ganh ghét với em Năm. Tôi đâu có dè em tàn nhẫn, mất nhân tính như vậy với em hai. Cái kế của em thiệt là thất nhân ác đức. Bọn họ tôi bị quan, tôi có xuống để cắt giọng, có xuống để nấu canh bồ ngót, nhưng tôi không có xuống để lấy miệng cha trộn vô cháo. Tôi không có. Lão Tam. Dạ. Kêu lính vô đây. Dạ. Mình à, việc này quả thiệt là bất nhân, nhưng cũng do tính ích kỷ ghen ghét của đàn bà. Cũng may mà em Năm cũng chưa có bị hại. Hay là mình nên coi lại, chứ làm to chuyện sẽ rầy rà lắm đa. Em ba nói đúng đó mình. Phải chi tôi nhất quyết làm rõ mấy chuyện trước đây thì đã không xảy ra thêm những chuyện như vậy. Xem ra tôi cũng có can dự trong chuyện này. Rủi lính tới đây mà tra xét á, thì lôi thôi lắm đa. Không lẽ người trong nhà lại bị tra vấn, đối nại y như tội nhân sao chứ? Con xin ba, con nghĩ má hai chỉ nông nổi nhất thời, chớ nào giờ má đâu có làm việc thất nhân như vậy. Ba đừng làm lớn chuyện tội nghiệp má hai. Con Lụa. Giam bà hai với con Mùi lại, việc này để tôi tính. Dạ. Ông Hà quen tôi lắm mà. Ông quen tôi mà. Tôi không ở chỗ này được, cho tôi ra khỏi đây đi. Có ai đó không? Đưa tôi đi gặp ông hội đồng đi. Ông à, tôi không có làm chuyện thất đức đó mà. Người ta đổ quan cho tôi mà. Mở cửa cho tôi ra mau, chứ tôi sợ lắm. Chắc tôi chết quá. Bà hai, bà ngưng han giảng đi. Không có ai nghe bà nói đâu. Bà
Bà nên dành sức nghỉ ngơi đi, chứ đêm dài lắm đó đà. Mày còn dám lên tiếng nữa hả? Mùi, tao đâu có bạc đãi mày. Cứ chi mày lại hại tao đến nông nổi này chứ. Mày hùa theo tụi nó đặng đẩy tao vô chỗ chết hay sao? Thành Thành, nó cho mày bao nhiêu tiền hả? Còn con Mận, mày theo nó đi được lợi lộc gì? Cỡ chi mày lại giúp tụi nó hả? Mày không nhớ khi bị nó tát xương mặt xương mày, chỉ có tao là người đứng ra binh vực cho mày sao? Phải, nhờ có bà mà tôi mới được người ta tát tới trào máu đó đa. Rồi cũng nhờ có cái uy của bà mà tôi mới bị chôn sống nữa. Mày nói cái gì hả? Cái quân phản phúc kia. Đi chợ về hả Mùi? Tôi làm chi á, hay kệ tôi. Mắc mớ chi tới cô chứ? Cớ chi thấy tôi á mà né tránh như vậy? Cô sợ tôi rồi sao? Mận, cô đừng có phách lối lên mặt với tôi nghe. Bộ cô tưởng làm bà Năm rồi, ỷ vô cái thai rồi muốn làm trời làm đất gì cũng được hay sao? Tôi không nể cô đâu. Cô nói hay lắm, tôi thích cái tánh thẳng thắn của cô đó nghe. Nhưng tôi không ưa tới gần cô. Tránh ra cho tôi đi. Mày tưởng có thể đè đầu cởi cổ tao được sao? Cô hả? Có bài trò hại tôi sao? Cô thấy làm sao? Có thích không? Sao cô làm việc đê tiện này chứ? Tưởng như vậy là dọa được tôi sao? Ừ, như vậy á sao làm cho cô sợ được? Phải thêm chút đỉnh cho vui hen. Mận, cô định làm gì? Mận, Mận, cô làm gì vậy? Cô đừng làm bậy nha. Mận, cô làm gì vậy? Hả? Cô có biết vật chi trong này không? Tôi nghĩ chắc là vài ba con rắn chi đó. Tôi cầm mà còn thấy ghê. Không biết rủi tuột tay nó rớt xuống thì sao chứ? Nè, cô đừng làm bậy nha. Tôi có làm chi mà bậy đâu nè. Cái này á là do tôi tuột tay rớt mà. Mùi, trước đây cô đối tôi thế nào á, cô biết rõ hơn tôi. Tôi đã thề với lòng, sau khi tôi leo lên được cái địa vị cao sang này thì người đầu tiên tôi báo thù sẽ là cô đó đa. Giờ tôi toại ý rồi, nha Mận. Tôi sẽ hại cho cô chết mới thôi. Tôi xin cô mà Mận. Mận ơi, Mận ơi, Mận. Cô đừng làm vậy, tôi sợ lắm. Tôi dám xin cô mà Mận. Mận ơi, cô đừng có tàn nhẫn như vậy mà. Cảm ơn, kéo tôi lên đi mà. Tôi lại
hại con. Con làm chuyện con vậy? Con hại con. Một con lợn thứ. Con tha cho tôi con đừng sống nữa Mận. Con đợi ông cô mà Mận. Phải gọi tao là bà Năm. Dạ, dạ, dạ. Bà Năm, bà Năm. Xin bà tha cho con. Bà kéo con lên đi bà Năm. Con biết lỗi của con rồi, xin bà tha cho con. Chắc mày nghĩ tao sẽ thù mày và không tha cho mày chứ chi. Thiệt ra tao cũng muốn hại cho mày chết lắm. Nhưng mà nếu tao làm như vậy thì có khác chứ tao ngang hàng với mày. Mùi à, tao đã tha cho mày thì đổi lại mày phải giúp cho tao một việc. Dạ. Bà biểu bằng gì? Con cũng bằng hết á. Miễn sao bà đừng có thù con nữa. Tao biết chủ của mày muốn tao chết phức cho xong, cho nên không ngừng nghĩ kế hại tao. Mày phải nói thiệt cho tao biết là bà đang toan tính việc chi. Bà muốn con phản bội bà hay sao? Bà mà biết được bà giết con chết đó bà. Vậy thì mày cũng nên nhớ, nếu như mày không giúp tao thì mày cũng chết không toàn thây đó Đa. Tao nói thì tao sẽ làm. Vậy nếu con học lại bà chuyện này thì tội lỗi trước đây của con bà sẽ bỏ qua hết. Bà sẽ bỏ qua hết cho con sao? Tao hứa là sẽ bỏ qua hết để mày sống yên ổn. Nhưng mà còn 6 cái tát mày tát tao trước đây thì tao không thể bỏ qua được. Tao phải trả cho mày đủ 6 cái, xem như què nghe không? Mày cầm chút đỉnh tiền đi bốc thuốc uống cho đỡ sưng đi. Tao cũng hơi mạnh tay, nhưng nếu không làm như vậy làm sao bà Hai với bà Tư tin mày mà thù tao tới tận xương tủy. Thấy mày như vậy tao cũng tội nghiệp. Nhưng nói thiệt, tao tát cũng sướng tay quá đà. Bây giờ bà muốn tôi làm gì đây? Mày phải lập trước kéo hai người đó lại gần, rồi nói vài lời dèm pha, đặng họ thù tao luôn nữa. Chắc chắn họ sẽ tức tối mà bày kế hại tao đó Đa. Mày nhớ phải làm chu đáo việc họ giao, có vậy họ mới tin mày thiệt lòng muốn trả thù riêng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời bà dặn. Để coi mấy người còn ra mặt thị huy được bao lâu nữa. Bà cả thì nhân từ, còn bà ba thì nhu nhược nên mấy người được lờ chết chi. Chờ đó, cứ từ từ mà nhận quả báo. Con Mận này sẽ ra tay trừ gian diệt ác. À quên, bà Năm sẽ trừng trị bà Hai và bà Tư mới đúng chứ. Chứ mày thông đồng với tụi nó hại tao từ khi nào hả? Có phải tụi nó bày mưu sắp kế đâu ra đó rồi biểu mày dụ tao rơi vô bẫy chứ chi? Mày nói đi chứ. Tao thì có mắt như mù. Rõ ràng là mày a tòng với tụi nó. Từ khi xảy ra chuyện tao canh với cái võng mà. Tao nói đúng không?
Mày có nói với họ theo lời tao dặn không? Chứ dòm họ lúc đó ra sao? Dạ, khi nghe tôi nói mấy lời cay độc y như lời bà dặn, họ giận luôn lắm. Chứ họ đã sắp kế gì chưa? Ai cũng nhắm vô cái thai của bà để triệt cho bằng được. Vì họ biết đây là cái bùa hộ mệnh của tao mà. Nhưng kế của họ là chi? Dạ, bà hai nói đợt bà có thai nằm giọng mà bị đứt té xuống thì rất dễ bị hư thai đó đa. Vậy á, muốn biết có đúng hay không thì làm thử rồi biết chứ chi. Ý bà nói bà biểu sao á thì mày cứ làm theo đi. Sau việc cái giỏng không thành thì bà hai có kế chi nữa không? Dạ, bà tức luôn lắm. Coi mồi, bà còn muốn tìm kế khác đặng trả thù. Có điều bà sợ bà cả nghi ngờ nên còn chưa dám ra tay. Đúng thiệt là bà hai. Vậy Thanh Thanh thì sao? Tôi thấy bà Tư có vẻ là đang chờ bà hai ra tay, chứ không có nói năng chi. Tao thừa sức biết tâm trí của mấy người đó. Bà hai tuy ăn nói sẵn sớm nhưng lại rất nhát gan. Còn Thanh Thanh thì bụng dạ hiểm ác nhưng không làm việc hồ đồ. Để coi, chắc tao phải lập kế đặng họ ra tay cho nhanh. Bà tính làm gì? Mày về mách với bà hai là ăn canh bồ ngót sẽ bị sảy thai. Sau đó tao sẽ nói thấy trong người nóng bức, đặng nhờ bà hai bày ăn món chi cho má. Tao sẽ lấy cớ bị mệt không xuống ăn cơm. Mày chờ tới khi bà cả có mặt rồi bưng mâm cơm vô phòng cho tao nghe không? Dạ, tôi nhớ rồi. Vậy bà còn dặn gì thêm nữa không? Không, nhớ làm theo lời tao dặn là được rồi. Dạ, tôi biết rồi. Sau khi bà hai ra tay không thành thì sẽ tới lượt mày phải không Thanh Thanh? Tao phải chọc giận mày đặng mày lộ ra cái tâm địa bất chánh độc ác chứ. Mày dám sai người đục thùng ghe hại tao chết sao? Mối thù đó tao sẽ không quên đâu. Để coi ai là người chết trước nghe Thanh Thanh. Tao thù mày, tao hận mày lung lắm. Tao mà ra khỏi nơi đây thì mày biết tay tao. Thiệt là nuôi ông tay áo mà. Trời ơi, sao lâu nay tao không nhận ra lòng giả hiếm độc của mày chứ? Ai đó? Có phải bà Phương không? Thằng Hải hay thằng Đực hả? Ông hội đồng biểu ra đưa tao vô nhà tranh phải không? Cô xuống đây làm chi? Xuống để tận mắt chứng kiến đặng bỉ mặt tôi hay sao? Chị hai à, chị đừng nói như vậy. Em đâu phải là người hẹp hòi cố chấp. Vậy chứ cô muốn gì? Làm bộ nhân từ xuống nói vài lời thương hại tôi sao? Tôi không cần đâu. Ai mà thương hại em đâu. Chị cả, chị cả ơi, em bị oan mà chị. Chị đi nói với ông giùm em đi chị. Rồi em sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Chị xuống là cũng để mở cửa cho em nè. Em lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi. Dạ, em cảm ơn chị cả. Chỉ có chị nói thì ông mới chịu nghe thôi.
Mà cũng chỉ có chị mới cứu em ra khỏi cảnh oan ức này. Em lầm rồi. Người khiến ông suy nghĩ lại và bằng lòng tha cho em đó là em ba đây. Em nên cảm ơn cổ. Lệ Hằng giúp tôi sao? Chị cả à, chị em mình dầu sao cũng là vợ của ông, đã sống chung một nhà rồi thì phải biết thương yêu nhau chứ. Chị cũng nói giúp chị hai, chứ đâu chỉ riêng em. Thôi, chuyện đó Hà Hồi phân giải. Bây giờ cũng đã khuya rồi, em hai về phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Sớm mai á hãy qua xin lỗi ông. Dạ. Bà cả, bà ba, con lại hai bà, xin bà thương con. Con là phận tôi tớ hèn mọn, chủ sai thì con phải làm, con đâu có dám cãi. Con lại hai bà, hai bà cứu con với. Bà cả, bà ba. Bà cả, bà ba, có phải hai bà? Tao không cứu mày thì ai cứu mày? Bà Tư, bà cứu con. Trên đời này chỉ có tao mới cứu mày được thôi, biết chưa? Bà hai đã được ra khỏi đây rồi, mày liệu đó. Coi chừng bả thù mày rồi kiếm chuyện hành hạ đó Đa. Dạ, nhưng mà bà cũng nên dè chừng, bà hai cũng hận bà lung lắm. Bà nghĩ chính bà đã xúi con làm việc này nên sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Ôi, tao còn lạ gì bà, chỉ được cái miệng hay nói chứ làm gì được tao. Có điều việc mấy người kia xúm vô xin tha tội cho bà, chẳng qua họ muốn nhìn tao với bà hai gây gỗ với nhau, chứ không phải họ quảng đại hay rộng dung chi hết. Chèn ơi, nghe bà nói con thấy ớn quá. Tao nói thiệt, ở cái nhà này ai nghĩ gì tao biết hết. Ở bên ngoài đối đãi tử tế với nhau, chứ bên trong chỉ toàn là ganh ghét tị hiềm. Họ muốn chết bớt còn không hết, chứ hơi sức nào để tâm tới người khác. Con thấy bà cả thì phúc hậu nhân từ, còn bà ba thì ngó bộ hiền lành nhẫn nhịn. Không lẽ lòng dạ của họ lại thâm độc như vậy? Mày cứ để từ từ rồi coi tao nói có đúng không. Có câu biết mặt mà không biết lòng đó Đa. Nhưng thôi, mượt kệ bọn họ, có cho họ hợp sức lại cũng chưa chắc làm hại được tao. Rồi mày cũng thoát chết hen. Nghe nói bà Tư đã xin ông tha cho mày hử?
Chắc bà muốn mày mang ơn cứu mạng, đặng nghe theo lời bà sai biểu cho chi. Thôi kệ, bà cứu mày cũng được. Nhờ vậy mà tao còn có người để sai khiến đó đa. À, còn việc này tao muốn hỏi mày, cớ chi mày lại đổ tội cho bà hai? Có phải bà Tư sai mày làm như vậy không? Sao mà bà có thể khiến mày quay lại hải chủ như vậy hả? Hay là mày đã làm việc chi quấy để bà biết, cho nên là bà đe dọa mày? Dạ, tuy việc xảy ra không theo ý của bà, nhưng như vậy thì bà cũng có lợi mà, phải không? Ai chết cũng không can dự chi đến tao. Nhưng mà mày làm tao thấy bất ngờ. Cớ chi tao muốn mày hại Thanh Thanh mà mày lại làm nghịch ý tao chứ? Tôi biết, trước đây chính bà Tư sai người đục ghe muốn hại bà chết, nên bà mới thù bà lung vậy. Nhưng nếu bà triệt bà Tư thì bà hai sẽ dè chừng, sau này bà cũng khó mà ra tay với bà. Với lại bà nghĩ coi, bà Tư là người lắm mưu nhiều kế, rủi bà thoát nạn rồi quay lại xúi dục người khác hại bà thì sao chứ? Chi bằng mình cứ để dụng kế gây chia rẽ, đặng họ tự hại nhau. Như vậy bà sẽ không tốn công nhọc sức chi mà còn trả được thù nữa đó đa. Chèn ơi, mày cũng đa mưu túc trí quá đa. Tao không ngờ mày gian xảo như vậy. Ngay cả bà hai á, mày cũng dám trở mặt như vậy, thì thiệt là ghê gớm đó chứ. Cớ chi mày lại nghĩ ra được kế này? Thì tất nước cũng dở bờ mà. Lâu nay tôi nhịn nhục hầu hạ bả, chứ trong lòng á, tôi cũng muốn được trả thù cho những việc mà bả đã hành hạ bạc đãi tôi. Nhưng giờ bả còn sống sờ sờ ra đó thì mày hãy coi chừng. Tôi nghĩ bả không hơi sức nào để ý tới tôi. Bả còn phải dụng kế hại cho được Thanh Thanh mới nư giận. Mày đúng là suy nghĩ rất là thấu đáo. Tao hơi hối hận vì đã coi thường mày. Nhưng mà việc tao chọn mày làm tay sai thì không hề uổng phí. Có điều, tao nhắc cho mày nhớ, tao không dạy như bà hai đâu. Cho nên là mày đừng hòng đâm lén sau lưng tao, nghe không? Kìa bà tới trễ quá đa. Tôi đã nói chuyện với bà Năm, coi bộ bà cũng không tức giận những việc tôi đã làm vừa rồi. Bà buộc lòng phải chịu thôi, vì bà biết còn sai khiến được mày mà. Chắc bà cũng không ngờ mày lại biết dụng kế hay như vậy, có phải không? Bà dư sức biết kế đó không phải của tôi mà. Tôi còn lâu mới nghĩ ra được mưu sâu kế độc hay được như vậy. Thì có sao đâu nè, mày rất khôn khi biết lựa người mà theo. Có như vậy mới sống nổi ở đây, nghe không con? Giờ bà muốn tôi làm việc chi nữa? Ai sẽ là người tiếp theo mà bà muốn tôi ra tay đây? Thủng thẳng rồi tao bà cho mừng. Việc gì cũng phải biết tính toán kỹ càng, như vậy mới thu được lợi mà không phải tốn công, mày hiểu chứ?
Em Năm, em ngồi đi. Dạ mời ông. Mời bà. Mọi người ăn cơm đi. Dạ, mình cho tôi nói vài lời trước khi ăn cơm. Thiệt tình là hôm nay á, nhìn mặt mọi người á, tôi thấy rất khổ thẹn. Chỉ vì một phút chốc suy nghĩ chưa thấu đáo, giống như ma quỷ xui khiến, nên tôi gây ra chuyện có lỗi với mình, với em Năm và mọi người. Tôi đã thành tâm hối lỗi, mong mình và mọi người niệm tình tha thứ cho. Em Hai đã nói ra được điều này, chứng tỏ em đã biết việc mình làm là quấy và ăn năn hối lỗi. Mọi người cũng không chấp nhất gì em đâu. Em nên cảm ơn ông đã rộng dung cho em đó Đa. Dạ, dạ, tôi đội ơn mình. Tôi biết mình đã khoan dung độ lượng, nên tôi mới còn ngồi đây ăn cơm với cả nhà. Sẵn tiện là tôi xin phép mình từ nay cho tôi được ăn chay. Tuy là có hơi mất công một chút, nhưng đó cũng là tâm nguyện của tôi. Nó sẽ nhắc nhở tôi làm điều thiện, tránh xa điều ác. Chị Hai quả thiệt là người có căn tu chứ. Chị làm em thấy cảm động quá à. Em cũng muốn ăn chay theo chị, nhưng chắc kiếp trước em dụng tu nên kiếp này em ăn chay không nổi. Nếu chị Hai muốn vậy thì chị cả nên nói với nhà bếp mỗi bữa làm thêm một phần cơm chay. Như vậy là hai phần chay để cho chị Hai và chị cả dùng. Chị thấy có được không? À, chi mà nhọc công dữ vậy? Em ăn phần còn dư của chị cả cũng được mà. Sao lại ăn dư chứ? Để chị kêu lão Tam mỗi bữa làm thêm một phần chay cho em. Nãy giờ sao em lặng thinh vậy em Năm? Chị Hai đang muốn nghe em nói một lời tha thứ đó Đa. Dẫu sao chị cũng là người có lỗi với em, chứ đâu phải chị hay chị cả, chị ba. Chị Hai đã biết lỗi thì em cũng đâu chấp nhất làm chi. Với lại em là nhỏ, sao dám bắt lỗi người lớn chứ. Phải vậy không chị Hai? Mời mình ăn cơm. Để đó cho tôi chị Phương. Úi, em Năm, em đang mang thai, không nên cúi xuống, để chị lụm cho. Tôi đã thề với lòng, khi nào tôi thoát khỏi thân phận tôi đòi thì bà phải là người đầu tiên quỳ gối trước mặt tôi. Mày cũng đừng có giỏi đắc thắng. Rồi có ngày á, tao cũng đè đầu cởi cổ mày thôi con ranh. Cái ngày đó e là không bao giờ có đâu. Dạ. Em cảm ơn chị Hai. Chị em trong nhà hòa thuận, vui vẻ với nhau như vậy mới gọi là trong ấm ngoài êm đó Đa. Tôi cũng thấy vui trong dạ. Từ rồi mọi người cũng nên bỏ qua hết cái chuyện cũ, đừng để bụng làm chi. Thôi, mình ăn cơm đi. Dạ.
Em Tư. Chị cả. Em Tư nè, em có sao không? Nghe em Hai về báo chị đã cho người á chạy đi tìm em khắp nơi. Dạ em không sao đâu chị. Coi kìa, quần áo đầu tóc em xóc xếch. Tụi vô côn có làm hại em chỗ nào không? Dạ không, tụi nó chỉ cần lấy tiền. Em đưa hết tiền nên chúng tha cho em đi. Vậy là còn may mắn lắm đó Đa. Thôi em vào tắm rửa thay đồ, coi nghỉ ngơi cho lại sức nghe không? Dạ em xin phép chị. Thời buổi bây giờ trộm cướp lung quá, thiệt không biết sao mà phòng nữa. Vậy mà chú em mày á, nói việc này không khó chi. Tiền á, thì tôi cũng đã đưa hết rồi. Vậy mà không làm nên trò trống gì là sao chứ? Tôi cũng đâu có về lại xảy ra cớ sự như vậy. Mọi việc đã theo đúng sự sắp đặt của bà. Tự dưng ở đâu có thằng què nhảy vô phá đám. Ủa, thằng què nào? Nó là ai? Tôi cũng không biết. Khi không nó xuất hiện rồi dắt bà ta chạy mất. Tụi tôi được theo mà không kịp. Mà bà đừng lo, tôi đã nhận tiền của bà thì phải mừng cho xong việc, chứ tôi không có bỏ ngang như vậy đâu. Thôi mấy chú khoan ra tay đã. Chắc chắn sau chuyện này nó sẽ dè chừng, không dám ra ngoài nữa đâu. Nhưng tiền bà đưa cho tôi đã xài hết rồi, không còn một cát nữa, sao có thể trả lại cho bà? Hay bà còn kẻ thù nào khác muốn tôi ra tay nữa không? Chèn đét ơi, chú làm như tôi có nhiều kẻ thù lắm không bằng. Mới có một đứa mà tôi đã sống không yên rồi. Chớ nhiều đứa như vậy thì tôi chết chứ sao sống nổi. Thôi, cứ coi như là tôi nợ bà, rồi tôi sẽ tìm cách trả lại cho bà sau. Đi mày. Chớ ông muốn hỏi thăm ai? Dạ tôi muốn mua lông vịt, lông gà. À, cái đó khi nào có đám giỗ đám tiệc mới có chứ. À, vậy thì bữa khác tôi ghé nghe. Dạ, dạ. Dạ con xin lỗi bà. Việc gì mà ngó cầu vấn giác quá Đa? Dạ mới nãy á, có người đợi ông đòi mua lông vịt lông gà. Con dòm thấy ổng quen quen mà không nhớ gặp hồi nào. Người ta mua lông vịt lông gà thì có chi đâu mà lạ. Dạ nhưng ông này á, ngó điệu bộ khả nghi lắm, dòm giống y như ăn trộm vậy đó. Nhất là cái bộ đi khập khiễng, sao thấy quen quá chứ. Ừ? Dạ con xin phép bà. Thank you.
lại tới đây. Hoa đang túng dữ lắm nên cần em giúp đỡ. Anh có biết ra mặt như vậy là bất lợi cho cả anh và tôi không hả? Thì Hoa cũng có ý đón đường em, nhưng mấy ngày nay Hoa không thấy em ra khỏi nhà nên Hoa đánh liều tới đây vậy đó mà. Nè, anh cầm tiền rồi đi liền nghe không? Anh cười cái giống gì vậy? Em đưa tiền cho Hoa mà như bố thí cho ăn mày vậy đó đa. Anh nói gì kỳ khôi dữ. Hoa nói thiệt, nếu chỉ cần mấy đồng bạc lẻ này thì Hoa đâu có liều mạng đến đây chứ. Chứ anh cần bao nhiêu? 3.000. 3.000? Anh cần nhiều tiền như vậy đặng làm chi? Lâu nay Hoa mần việc chi cũng thất bại hết, nợ nần chồng chất nên Hoa cần tiền để trả nợ. Tôi làm gì có 3.000 mà đưa cho anh chứ. Em khéo nói chơi quá đa. Tiến là vợ của ông hội đồng, nhà cao cửa rộng, bạc tiền đầy giấy, mà 3.000 cũng không có nữa đa. Thiệt tình là tôi không có nhiều tiền như vậy. Nếu anh cần thì tôi chỉ có chút đỉnh đặng gửi cho anh thôi. Vậy thì xui xẻo quá đà. Bây giờ em không có, vậy ngày mới, ngày mốt thì sao? Hoa sẽ ráng chờ cho tới khi em đủ tiền đưa cho Hoa thì thôi. Anh nói vậy tức là muốn đe dọa tôi sao? Em đừng có nổi giận chỉ cho nó mất công. Hoa nói giận chơi với em thôi mà. Thôi được, tôi sẽ cố lo cho đủ số tiền anh cần. Nhưng 2 bữa nữa anh đến chỗ hôm bữa mình gặp nhau rồi tôi sẽ đưa. Nhớ, từ đây tới lúc đó anh không được lai vãng ở đây nữa, nghe không? Được. Em đừng có thất hứa hay là trốn tránh Hoa đó. Hoa sẽ hẹn với chủ nợ cho khất tới ngày đó. Đừng có làm Hoa để hẹn nghe. Nè, nè, chủ nợ họ không có để yên đâu. Chú đi đi, đã nói là không có lông vịt lông gà gì hết mà. Dạ. Cứ sớ rỡ ở đây hoài coi chừng chó cắn đó. Dạ đi dạ đi. Dạ dạ tôi biết đi rồi. Nhanh. Dạ dạ tôi đi. Ai bán lông gà lông vịt không? Ai có lông gà lông vịt bán không?
Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Gì mà hốt hoảng vậy em? Anh không được thất lễ với tôi. Dẫu sao tôi cũng là gái đã có chồng. Anh làm vậy rồi có ai nhìn thấy thì hại đến danh tiếng của tôi. Em trở nên đoan chính từ khi nào vậy? Và khi về làm vợ ông hội đồng, bà hội đồng không nói thiệt là em đã thất tiết với Hoàng Xuyên này rồi sao? Anh đừng có giỡn cái giọng cà rỡn đó, đặng chọc tức tôi. Đây, tiền của anh đây, đủ 3.000, không thiếu một cắc đó đa. Em tài thiệt đó chứ. Hòa biết, em lo được mà. Việc anh cần, tôi đã lo xong. Giờ thì đường ai nấy đi. Tôi cấm anh không được tìm gặp tôi nữa. Tôi không muốn dòm thấy cái bản mặt của anh. Thanh Thanh, em làm cái gì vậy? Đừng có chống cự. Em không thoát khỏi tay của Hoàng. Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau mà. Hoa thương em đúng lắm. Chiều qua anh tí nghe. Dạ bà mới về. Chị Tư à, chị đi đâu về vậy? Chị cả kiếm chị nãy giờ đó ra. Tôi đi lên chùa trả lễ. Coi bộ chị cũng thành tâm hướng thiện quá đa. Tôi về phòng đây. Chị Tư à. Cớ chi lên chùa mà áo quần nhào nát vậy nè? Còn dính lá khô nữa chứ. Thì tại lúc nãy trên đường về tôi vấp té chứ chi. Làm cái giống gì mà giấu vậy? Ủa, thì ra là bà Hai. Vậy mà tôi tưởng là bà... Bà nào? Phải mà. Bà Hai trong cái nhà này á, giờ có ai coi ra gì đâu chứ. Ngay cái tụi du côn kia mà còn dám giỡn mặt gạt tiền tôi nữa kìa. Ủa, bà nói chi lạ vậy? Có ai dám hỗn láo với bà đâu nè. Còn hôm trước á, tôi chỉ bà tới gặp cái đám du côn đòi nợ giùm. Không biết tụi nó đã mần xong việc chưa mà sao thấy bà có vẻ không vui vậy đó. Nhắc tới thêm tức cành thông à. Tụi nó đã không đòi được nợ thì phải trả tiền công lại cho tôi chứ. Đằng này nó quỵt luôn rồi. Chèn ơi, cái quân đầu đường xó chợ đó gian lắm.
tôi đã dặn bà cẩn thận rồi mà, cớ chi bà lại giao hết tiền nong cho nó như vậy? Phải bà chịu nghe tôi thì đâu đến nổi. Ông đừng có lên mặt dạy khôn tôi. Mọi chuyện là do ông mà ra. Mau đi tìm tụi nó đòi lại tiền cho tôi. Bà hai nói kỳ khôi quá đa. Tôi đi tìm người giùm bà, còn cái việc giữa bà với tụi nó tôi đâu có can dự vô. Cớ chi bà bắt tôi phải chịu? Tôi không muốn nghe ông phân bua chi hết. Nội trong tuần này á, ông phải kêu tụi nó trả tiền lại cho tôi. Còn không hả, tôi không có để yên cho ông đâu. Bà ông trời ngó xuống mà coi nè, tự dưng thầy lai bằng chi mà khổ thân. Ông Tam, có chuyện chi mà bà hai sẵn sớm với ông dữ đa? Bộ ông làm việc chi quấy với bà hả? Phải chi tôi làm quấy á, bà có rầy tôi cũng không tức. Đằng này cái số của tôi tới hồi mặt giận hay sao? Coi bộ ông rầu rĩ dữ đa. Nè, chuyện chi mà làm ông khó lung vậy? Kể cho tôi nghe thử, biết đâu tôi giúp được ông thì sao? Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi rối trí quá nên tôi chưa biết tính sao nữa. Không có lấy được tiền thì không yên với bà hai đâu. Mà đi gặp cái đám du côn kia, chưa kịp mở miệng nó chém nát thay rồi, chứ đừng hòng đòi nợ. Ông Tam à, hay ông cứ đi gặp mấy người đó, rồi nó phải quấy với mấy người đó, coi họ tính sao. Tuy là tánh tình của người ta hung dữ, nhưng mà họ phải giữ chữ tín, đặng thiên hạ còn cậy nhờ nhiều việc nữa chứ. Trời ơi, bà làm gì rành tụi nó bằng tôi? Tụi nó mà chịu nói chuyện phải quấy, chắc tôi đi bằng cái đầu quá. Mà tôi nghĩ cũng tức thiệt, tôi làm ơn mà lại mắc quán là sao? Bây giờ ông không chịu đi gặp người ta thì thôi, ngồi đó mà chờ bị đuổi ra khỏi nhà nghe không? Bộ ông tưởng bà hai không nghĩ được kế đuổi ông đi đa? Bà đừng có nói xàm. Vậy thôi, tôi lo chi cho thất công. Ông muốn làm chi thì mực kệ ông, bị chém hay bị đuổi cũng không can dự gì tới tôi. Phương, Phương đừng bỏ qua lúc này mà. Qua đang cần có người cận kề giúp đỡ mà. Phương quay lại với Qua đi Phương, nghe không? Ông ăn nói cái kiểu gì vậy? Ai nghe được là chết nghe không? Chứ không lẽ thấy Qua chết mà Phương không cứu? Thì tôi đã bài kế, nhưng ông không cứng thì chịu chứ biết làm sao. Vậy theo Phương qua đây tìm tụi du côn đặng hỏi tội nó hả? Ông muốn bị chém chết hay sao mà đòi đi hỏi tội tụi nó? Mình chỉ tới để hỏi căn do, rồi sau đó phân tỏ cho họ thấy việc nào là phải, việc nào là quấy, để họ xui xui á, rồi mình mới nói tới chuyện tiền bạc. Như vậy á, thì mới mong giải quyết được việc của bà hai, mà ông á, cũng giữ được cái mạng để về đó đa. Theo Phương luận á, thì cũng nhầm lý lắm. Nhưng tính qua nào giờ ăn nói không khéo, phải chi miệng mồm được lanh lẹ như Phương á, thì mai ra. Trời ơi, thôi được rồi, tôi sẽ đi với ông. Phương nói thiệt hả? Phương đi với Tam hả? Phương đừng...
đừng có gạt Tam nha. Bỏ cái tay tôi ra. Có Phương đi á, quá không có sợ chi hết. Ông Liễu thu xếp, hẹn tụi nó ra nói chuyện rồi báo lại cho tôi, càng nhanh càng tốt, nghe không? Phương, em đúng là người đàn bà, bảo trời đã định sẵn tôi qua đó. Dạ, bây giờ tôi sẽ theo lão Tam đi gặp đứa Du Côn mà bà Hai đã thuê hại bà Tư, đặng trả cái hận hôm trước. Bà muốn tôi phải làm sao đây? Bà hãy dùng việc này mà dẫn dắt bà Tư theo dõi bà Hai nghe không? Vậy là bà muốn bà Tư lần theo dấu vết tới chỗ hẹn của tên Du Côn kia, đặng biết được sự thật kẻ bỏ tiền ra thuê mướn bọn chúng giết hại bà chính là bà Hai chứ chi. Bà cầm lấy số tiền này, coi như thu xếp ổn thỏa chuyện của lão Tam nghe. Có như vậy, sau này mình mới cậy được ổng giúp nhiều việc dễ dàng hơn. Dạ, tôi đã hiểu ý bà. Ừ. Tôi đã biết trước rồi mà, dễ giàu gì nó trả tiền lại. Cũng may là còn mạng trở về. Chớ lúc nãy chọc giận tụi nó nổi điên, nó mần thịt tôi với bà luôn rồi. Gì mà nhát hết à? Bà Phước. Cái gì? Thiệt tình là tôi lo lắm. Về biết làm sao ăn nói với bà Hai đây. Kỳ này chắc bị đuổi thiệt quá. Ông cứ nói là họ biểu bà Hai phải đích thân ra thì họ mới trả tiền. Ủa, tôi đâu có nghe nó nói vậy đâu. Thì mình đưa tiền cho hắn trả. Làm như vậy ông không bị mất lòng bên nào hết á. Hay, kế này thiệt là vẹn toàn á. Nhưng mà tiền đâu đưa cho tên đó đặng trả lại cho bà Hai chứ? Tiền lương của tôi bà trừ hết rồi. Để tôi đưa. Bà nói sao? Để tôi đưa. Không lẽ thấy ông chết mà tôi đứng nhìn? Phương, ơn nghĩa này qua biết lấy gì báo đáp cho em đây? Em làm qua mũi lòng muốn rơi lụy rồi nè. Bởi vậy Phương, 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 bà làm chi mà cứ nhìn chăm hẩm ngoài đó vậy bà Phương? Dạ thưa bà, nãy giờ tôi để ý có một người đàn ông cứ lảng vảng trước nhà mình, y như là muốn dòm ngó chi trong nhà mình. Không biết hắn có ý đồ trộm cắp chi không. Hắn ta nhìn ra sao? Dạ tôi không dòm rõ mặt, nhưng tướng đi hơi khập khiễng, giống như là bị què một chân vậy đó. Dạ thôi, để tôi đi báo với bà cả, đặng bà kêu người canh phòng, chứ rủi gặp kẻ cướp thì sao? Khoan đã, bà lo xa quá. Biết đâu chỉ là người qua đường, người ta thấy nhà cửa kinh dinh rộng rãi, người ta đứng ngó chơi chứ chi. Dạ, nếu bà nói vậy thì thôi, tôi báo bà cả làm chi cho thất công. Dạ. Tới kìa.
Cổ kìa. Cô có việc cậy nhà tụi tôi giúp à? Phải, tôi muốn ông giúp tôi một việc. Ông hãy tìm giúp tôi một người đàn ông. Cô muốn tìm người đàn ông ra sao? Phải có cách chi để chúng tôi nhận dạng chứ. Đây, ông coi đi. Hắn ta ở miệt nào? Việc đó thì phải nhờ tới ông chứ, tôi không tỏ. Có mảnh giấy như vậy à, mà kêu tụi tôi đi tìm, coi bộ như mò kim đáy biển rồi đó. Ông đừng có lo, hắn ta có một đặc điểm là chân trái bị què. Tôi nghĩ với bộ dạng đó thì ông chẳng khó khăn gì để tìm ra hắn. Tìm được rồi thì tụi tôi phải làm sao? Khi nào tìm được phải lập tức báo cho tôi biết liền, nghe không? Đây, vậy người đó hẹn ông khi nào gặp mặt vậy? Ngày mai. Ông cẩn thận đó đa, cái hạng người đó hay lực lộng lắm đa, rồi có việc chi mà xảy ra thì ông phải ráng lo cho bà hai. Ông biết thân phận của ông rồi chứ, bà hai mà gặp chuyện rủi thì ông đừng hòng giữ được mạng sống đó đa. Tôi biết rồi, cớ chi bà cứ dặn tới dặn lui miết rồi. Bà làm như tôi là con nít không bằng. Lại trời lại Phật, giúp con tránh khỏi tai ương kiếp nạn này. Còn nữa, ngày mai á, khi đi gặp với bà hai, tới gặp tụi kia đó, ông nhớ đem theo bịch đậu phộng. Trên đường đi á, ông lấy ra ăn, cho tới khi nào gặp bọn họ mới ngưng, nghe không? Ủa, cớ chi đi đường mà phải ăn đậu phộng? Thì tôi nghe người ta nói làm như vậy thì mới bình an vô sự mà. Phương lo cho tánh mạng của Hoa lung vậy hả? Phương làm Hoa muốn rơi lụy nữa nè. Ông đi á rồi quay về sớm nghe, tôi chờ ông đó. Thank you.
Rồi đặt vô. Cớ chi cả ngày nay xui tấn mãn như vậy? Chắc sáng sớm gặp được bà nên mới xui mạt giận như vậy chứ. Rồi, lắc đi. Tài nè, kéo tiếp đi. Rồi, đi coi. Tài đi. Đây coi. Đặt đi chưa? Tài nó xỉu vậy. Xỉu. Tài, mọi người đặt đi. Đặt lẹ đi nè. Nào nó xỉu mà. Rồi hai đứa bay nè. Đặt lẹ đi. Nhanh lên. Rồi đặt lẹ đi để vui nè. Xỉu đi, xỉu. Chết rồi, chết luôn. Để coi. Từ từ. Tôi đặt tài. Rồi, bỏ tay ra. Rồi, nhanh nè. Thánh thần phù hộ cho con rắn này. Cui đi. Sao? Thằng kia có đặt tiếp không? Không thì xê ra cho người ta chơi. Lẹ đi. Nè. Đi. Trời ơi, thằng chả có cát nào đâu mà chơi. Hết tiền đi ra ngoài chơi đi ông ơi. Uống xuống không ơi. Đi. Ra ngoài đi. Trời ơi. Khoan đã. Đi ra ngoài đi. Ừ. Tôi thua lung quá. Cho tôi gỡ lại đi. Ê, thôi đi gỡ cái gì? Tiền đâu bỏ ra coi thử coi. Ờ. Trời ơi. Tôi không có sẵn bạc ở đây. Vậy cũng đồ chơi. Nhưng có gì sau này tôi sẽ trả đủ cho mấy người mà. Còn gặp thằng này nữa. Mày thu quá mày mất trí hả? Đánh bạc chứ phải trả nợ đâu. Bắt đầu khất lại. Tiền còn chơi. Đi mày không? Đi ám hoài. Đi ra đi. Cho tôi gỡ đi mà. Tôi không có gạt mấy người đâu. Tôi thua nhiều quá mà. Cho tôi gỡ lại đi. Cái thằng này. Mày nói tụi tao phải tin à? Bộ dạng của mày có nhiều tiền dữ vậy ta? Tụi bay đâu? Lôi ra ngoài. Để người khác chơi nữa. Đừng mà. Tôi gỡ lại đi. Tôi có người thân ở nhà ông hội đồng vững. Tôi có người thân ở đó. Buông ra. Đúng là mày khùng rồi. Cho tôi gỡ lại đi mà. Buông ra. Rồi lẹ vô đặt vô lẹ nè. Buông ra. Buông tay anh ta ra. Tiền đây nè. Cho anh ta chơi tiếp đi. Tiền nè. Gì nữa? Gì vậy? Tôi có tiền rồi nè. Còn ai dám đuổi tôi nữa không? Tránh ra coi. Tiền vô ngồi xuống chơi đi. Ngồi xuống chơi đi. Rồi cho tiếp đi. Vô tiếp đi. Rồi lấy tay. Rồi đặt đi, để lắc nha. Vô nè. Đặt đi. Chị chiếc tay nha. Xỉu nè. Rồi ai đặt nó đi, ai đặt nó đi. Rồi lẹ luôn. Cui nè. Tài. Xỉu. Rồi sống chưa, để cui nè. Lấy tay ra. Cui. Lẹ lên. Xỉu đi. Cui. Xỉu nè. Rồi gắm tiền rồi. Tài. Rồi chuẩn bị nhắn mới nha. Cô làm cái giống gì mà đi theo tôi miết vậy? Tôi hứa là sẽ trả lại tiền cho cô. Đừng có đi theo tôi nữa. Số tiền cô cho tôi vay có đáng chi chứ? Ngày mai cô cứ đến sòng bạc đợi tôi, rồi tôi trả cho. Hình như ông nói là sẽ lấy tiền từ nhà ông hội đồng Vĩnh đúng không? Chứ người thân của ông là ai mà chịu cho ông tiền trả nợ vậy chứ? Cô đừng có tưởng cho tôi mượn tiền rồi có quyền căn dặn tôi nghe chưa? Tôi quen ai thì mặc kệ tôi. Miễn sao tôi có tiền trả cô thì thôi chứ. Được rồi. Ông có nhớ là ông thiếu tôi bao nhiêu tiền không? Ông chỉ nói không không như vậy
ai mà tin cho được. Rồi ông trốn luôn thì sao? Thằng này không có hèn như vậy. Tôi đã nói trả là sẽ trả. Tôi nghĩ chắc phải dùng cách này, ông sẽ không trốn nợ được. Ra tụi bay. Dạ dạ. Người làm gì vậy? Đây nè, tôi đã có tờ giấy này làm chứng. Nội trong ngày mai á, nếu mà ông không trả tiền cho tôi á, điểm chỉ vô. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, nếu nội trong ngày mai ông không trả tiền cho tôi thì cái chân còn lại của ông sẽ trở thành tàn phế đó. Ông nhớ chưa? Về. Dạ. Mày cãi lời tao hả? Mày cãi lời tao hả? Mày cãi lời tao hả? Tao nói mày không nghe hả? Sao tao nói mày không biết cái lời hả? Mày nè, mày nè, mày nè, mày cãi tao hả? Mày nè, ông già, mày, ông lại, ông lại, ông lại, cớ gì mà ông lại hành hung cổ như vậy? Cậu đừng có xen vô việc của tôi nha. Không có tôi nuôi nấng thì nó chết mất thay rồi. Yên tâm đi, có tôi rồi. Tôi đã bỏ công bỏ sức nuôi nấng nó từ nhỏ. Bây giờ tôi già, nó phải chăm sóc hầu hạ tôi chứ. Nó bỏ tôi đi theo cậu, bây giờ mình nên tôi phải sống sao đây? Cổ đi theo ông đang làm chuyện quấy sao? Tôi nói cho ông biết, ông cứ lường gạt thiên hạ như vậy, có ngày đó ở tù một kiếp đó đã. Tôi không có rảnh mà gian ca với cậu. Sang, theo tôi về mày. Đi. Nè, ông làm gì vậy hả? Em đừng sợ. Nè, tôi nói cho ông biết, nếu ông không ra khỏi nơi đây, tôi sẽ kêu lên bắt ông ngay lập tức. Đi. Mày giỏi lắm. Tao sẽ không để cho tụi mày sống yên thân đâu. Mày chờ đó đi. Không sao đâu mà, em đừng sợ. Ông đi rồi. Hay mình dọn đi nơi khác sống đi anh, tôi lo lắm. Nè, có Hoa ở đây rồi, không việc gì em phải lo hết. Ông mà còn dám bén mạng tới, Hoa sẽ kêu lính bỏ tù ông một công. Em yên tâm đi, ông gan trời nên mới dám chọc giận Hoa. Anh làm vậy á là tôi mang tội đó đó. Dẫu sao ông cũng là người đã nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, không có ông tôi đã chết bò chết bụi rồi, chứ được như bây giờ đó. Vậy bây giờ em muốn Hoa phải làm sao? Anh có thể ở lại đây với tôi được không? Tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng quá.
Trời ơi. Sen à, Sen, Sen à, em có sao không? Sen à, Sen, Sen à, Sen, là anh nè. Không sao đâu, có anh luôn ở bên em mà. Đừng khóc nữa Sen à, ngoan nè, có anh luôn ở bên cạnh em mà. Không sao, không sao đâu. Đừng khóc nữa. Đứa con gái tên Ngọc đã chết từ cái đêm tăm tối đó rồi. Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là Sen. Cô nhớ chứ, người mà cô cần báo thù là ông Hội Đồng Vĩnh. Nhưng con của hắn, Thiên Tân, mới là kẻ mà cô cần gặp. Chứ ông cần tìm ai trong nhà này? Mà sao tôi giờ mặt ông thấy quen quen? Chú em cho tôi gặp bà Tư. Bà Tư? Dạ. Vậy tôi vô nói sao với bà đây? Chú nói giùm là có người bà con ở dưới quê lên thăm. Mà quên, bà Tư đi đâu ra khỏi nhà rồi? Chắc chút xíu nữa về tới à. Ông chịu khó ngồi ở đây đợi chút xíu nha. Ê, nó nghe, nó nghe. Ông đó tìm ai vậy Hải? Ông tìm bà Tư, nhưng nhìn điệu bộ ông thấy gian gian. Hình như tôi gặp ông đâu rồi mà nghĩ hoài không ra. À, ông này á là người thân dưới quê của bà Tư đó. Hôm trước á, ông có lên tìm bả rồi mà. Vậy sao? Chị biết ông hả? Biết. Mày ra mở cửa cho ông vô ngồi chờ đi. Chắc á, bà Tư về liền giờ đó. Đi. Thôi ông vô nhà ông đợi đi. Dạ, cảm ơn. Dòm ai vậy Hải? Dạ bà Hai. Ủa, người nào vậy? Dạ, nghe nói là người thân của bà Tư. Ổng muốn tìm bà Tư có gì gấp chi đó.
Thanh Thanh đâu? Dạ đi mua sắm chi đó chưa có về. Ê, ai với bà Tư về kìa? Dạ thưa bà ba, thưa bà Tư. Ừ. Có ông này nè, ông nói là bà con với bà Tư nên lên đây cần gặp bà. Dạ con xin phép. Em Năm. Anh Hai. Anh ở dưới quê mới lên hả? Có chuyện gì gấp lắm hay sao mà anh lên tới tận đây tìm tôi vậy? À, chị Ba, đây là anh bà con dưới quê em đó Đa. Ừ. Thôi được dạ. Rồi, hai anh em nói chuyện đi, để chị xách cho. Dạ. Dạ. Cứ chi anh dám vô tận đây như vậy? Chứ anh muốn chết hả? Qua không gặp được em thì Qua cũng chết. Anh về đi, có việc chi á đặng từ từ rồi tính. Không được, em phải giúp Qua một việc gấp lắm. Em cho Qua mượn 10.000 đồng. Chứ anh mắc cái chứng gì vậy hả? Tôi mới đưa tiền cho anh tuần trước, nay lại tới hỏi tiền nữa là sao? Anh thua bạc hết rồi phải không? Em hãy cứu Qua đi Thanh Thanh. Ngày mai mà không có tiền thì người ta sẽ chặt chân Qua. 10.000 đồng chứ ít ỏi gì. Tôi làm chi có được số bạc lớn như vậy đặng đưa cho anh chứ. Em hãy giúp Qua lần này nữa thôi. Mạng sống của Qua giờ này thuộc vô tay em. Qua sống hay Qua chết là do em hết luôn á. Mực kệ anh, anh có chết cũng không can dự gì tới tôi. Em giận, em nói làm sao thì Qua cũng chịu hết. Nhưng trước hết em cho Qua mượn số tiền đó đi, rồi em muốn rầy Qua cỡ nào cũng được hết trơn á. Tôi đã nói là tôi không có tiền. Tôi làm gì có nhiều tiền luôn vậy? Qua không có tin. Làm bà Tư giàu sang quyền quý như vậy mà em nói là không có tiền là sao? Ít nhất thì em cũng phải dành dụm được một chút đỉnh chứ đúng không? Nè nè, đôi nữ trang em đeo trên người cũng hơn số tiền mà Qua đang cần mượn bà em. Không biết kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao đó, mà kiếp này anh cứ lẳng nhẳng theo tôi miết như vậy. Tôi đã nói là tôi không có tiền, còn đồ nữ trang là để đeo chứ không phải để bán. Nhỡ tôi bán hết rồi rủi người trong nhà hỏi, tôi biết ăn nói làm sao? Nói làm sao thì tùy em, nhưng mà phải có 10.000 đồng để sớm mơi Qua trả cho người ta. Anh... À, mà Qua quên nói với em chuyện này. Hôm trước em có để quên cái áo lót ở chỗ Qua. Sớm mơi mà chưa có tiền, chắc Qua đem nó tới đây rồi cho ông hội đồng ông xem thử. Thiệt tình Qua cũng muốn coi ông đối xử với em ra làm sao. Một khi ông biết em đang lén phén tằng tiệu với Qua, Thanh Thanh, em nghĩ liệu ông có để yên cho em không?
ai đó. Chị ba đây. Chị vô đi. Có chuyện chi vậy em? Coi bộ có chuyện chi em lo lắng lung lắm phải không? Chị giờ mặt em thấy lo lắng lắm đó. Có chuyện chi em nói cho chị biết được không? Dạ, cũng không có việc chi hệ trọng. Nếu em không tiện nói thì thôi, chị không hỏi nữa. Chị gửi em cái khăn choàng hồi nãy mình mua nè. Chị ba. Hử? Chị giúp em một việc được không chị? Sao? Em cần tới 10.000 đồng lận hả? Số bạc lớn như vậy, làm sao chị có liền trong ngày mai được chứ? Em cũng biết việc này nan giải, nhưng lúc này em rối trí quá, không biết dạy dạy làm sao mới có đủ tiền. Chị à, nếu mời không có số bạc này đặng trả nợ thì e rằng người thân của em sẽ mất mạng đó đa. Người anh bà con lúc nãy của em đó hả? Dạ. Nhưng liệu người bà con của em có nợ thiệt không? Hay chỉ là kiếm chuyện gạt em đặng lấy tiền? Dạ, họ nói thiệt đó. Ừ. Thôi được rồi, để chị tìm coi có cách nào không, rồi trả lời em sau nghe. Nhưng sớm mời là... Chị biết rồi. Ừ. Để chị thu xếp coi sao. Dạ, em cảm ơn chị lung lắm. À, chị nhớ đừng cho ai biết chuyện này nha. Chị biết rồi. Thôi chị về. Ừ. Dạ. Có chuyện chi mà em qua phòng chị khuya vậy? Ông đâu? Dạ, ông đang ở bên phòng của em Năm. Chị cả, em có việc muốn cậy chị giúp em. Chị cho em mượn 10.000 đồng được không chị? Em có việc cần gấp lắm chị à. 10.000 đồng? Dạ. Nhiều dữ vậy sao? Em làm chi mà cần tiền nhiều luôn vậy? Em xin lỗi chị vì không thể nói ra được. Nhưng mà chậm nhất là sớm mai em phải có số tiền này chị à. Nói nào ngay, tiền chị đang giữ là cái tiền chợ hàng tuần, chứ thiệt ra chị cũng không có số tiền lớn như vậy. Chắc chị không giúp em được rồi. Dạ, thôi em cảm ơn chị. Chứ chị nói làm chi mà coi bộ em ba không vui vậy chị cả? Em ba muốn mượn chị một số tiền, nhưng mà chị đâu có giúp gì được. Có phải cổ mượn chị 10.000 đồng đặng sớm mơ làm việc chi đúng không? Ủa, cớ chi mà em biết vậy? Thiệt ra người cần tiền không phải là em ba mà là em Tư đó đa. Em Tư? Ừ. Em ba tuy tánh tình nhân hậu, hay giúp đỡ người khác, nhưng nếu giúp không đúng chỗ e rằng sẽ hại mình, hại người nữa. Em nói xem, chừng như là đã tỏ hết mọi chuyện rồi phải không? Em nói ra việc này chắc chị khó lòng mà tin nổi.
chị biết không, hồi trưa này có một người đàn ông đến đây tìm Thanh Thanh và mượn tiền của cổ. Theo lời Thanh Thanh thì đó là anh bà con ở dưới quê lên, nhưng sự thật người đó chính là nhân tình trước đây của cổ đó. Thì ra mặc dầu đã về làm vợ của ông, nhưng hai người họ vẫn lén lút tằng tiệu với nhau. Đã vậy Thanh Thanh còn cung phụng tiền bạc khi hắn ta cần nữa chứ. Trời ơi, em Tư dám làm cái chuyện bất chánh như vậy đó Đa? Những gì em nói là thiệt sao? Em thề có trời đất chứng giám, việc em nói với chị là sự thật mà. Nếu đúng là như vậy thì em Tư gan to bằng trời rồi, cớ chi nó lại làm chuyện bại hoại gia phong như vậy chứ. Vậy nên em mới nói riêng cho chị biết, đặng chị lo liệu sao cho im xuôi. Chứ việc này mà đồn ra ngoài thì còn chi danh tiếng nhà này nữa. Chị không dè ngó cổ hiền lành chân chất mà lại lén làm chuyện xấu xa như vậy. Chứ chị không nhớ lúc ông muốn lấy nó em đã lên tiếng can ngăn hay sao? Thiệt người ta nói không sai, sướng ca vô loại, quả là không sai mà. Hạng người đó có biết giữ gìn danh tiết gì đâu chứ. Nay mai thay vợ đổi chồng, nó lấy ông chẳng qua là muốn ăn sung mặc sướng, lại có tiền bạc dư giả cung phụng cho nhân tình. Nói không chừng tụi nó lập mưu đưa Thanh Thanh vào đây bòn rút của nã nhà mình đó Đa. Nếu đúng lời em nói thì đây đúng là nuôi ong tay áo rồi. Chị không biết tính làm sao bây giờ. Thà là không hay không biết, chứ biết á mà giả đuôi giả điếc thì thà chết sướng hơn. Hay là để chị đi báo với ông rồi tùy ông định liệu. Em sợ khi ông hỏi chắc chắn Thanh Thanh sẽ chối bai chối biết, sau đó nó sẽ dè chừng rồi lén lút làm việc chi đó mà mình không ngăn chặn chi được thì sao? Tôi chỉ sợ là cổ bất chấp thủ đoạn rồi làm hại tới ông thì nguy lắm. Ây, hạng người đó có việc chi mà nó không dám làm? Vậy mình phải làm sao chứ? Em có kế này, chị coi thử được không? Vậy nè, chị cứ giả đò như không biết chi hết á, rồi lấy tiền đưa cho em ba mượn. Số tiền đó chắc chắn sẽ tới tay Thanh Thanh. Sau đó mình sẽ canh chừng đặng bắt quả tang khi Thanh Thanh đưa tiền cho tên kia. Như vậy Thanh Thanh mới đừng hòng chối tội, mà nhà mình cũng bớt đi một mối lo. Chị thấy là làm việc đó chẳng khác chi là lập mưu hại người. Ngó cái bộ thất nhân quá. Chứ chị muốn cả nhà này bị tụi nó hãm hại tới chết hay sao? Chị cứ đưa tiền cho tụi nó mượn đi, em sẽ sắp đặt đâu ra đó. Chỉ chờ tới lúc Thanh Thanh đưa tiền cho nhân tình là mình a vô bắt nó ngay lập tức. Em tính như vậy có được không đó? Được mà. Bây giờ chị lấy bạc đưa qua cho em ba đi, việc còn lại cứ giao cho em. Có việc chi mà qua phòng chị giờ này? Ông đâu rồi? Ông ngủ rồi chị. Chị à, cớ chi mà em thấy chị có vẻ lo lắng lung vậy? Có phải chị gặp chuyện chi không vui không? Không, chị không sao hết. Chị chỉ thấy lo giùm cho Thanh Thanh, cô đang gặp chuyện rắc rối đó Đa. Chị thiệt là
cớ chi lại đi lo lắng dùng chuyện người khác chứ? Lại còn dám đi mượn tiền của chị cả nữa. Thì gấp gáp quá, chứ chị cũng làm gì có số tiền lớn như vậy, trong khi Thanh Thanh đang rất cần. Nếu người cần giúp là em á, thì chị có lo hết lòng như vậy không? Em nói chi kỳ khôi quá à. Dẫu sao á, cũng là chị em trong nhà, không giúp được người ta, mình cũng ái nái chứ. Chị cả. Chị. Ủa, có em Năm ở đây nữa hử? Ông ngủ rồi hử? Dạ. Thôi, em về phòng kẻo ông thức giấc. Em đi nghe chị cả. Đây là 10.000 đồng chị đã lấy tạm tiền trong nhà đưa cho em đặng mà lo liệu công chuyện. Nhưng làm gì thì làm, cuối năm em phải thanh toán trả lại cho chị nghe không? Nếu ông tra sổ sách mà thấy thiếu hụt đó, thì chị em mình bị trách phạt đó đa. Dạ, em... Coi bộ em còn dụ dự, không dám hứa là cuối năm trả lại cho chị hử? Vậy sao chị dám cho em mượn số bạc này được? Thú thiệt với chị, người cần số tiền này không phải là em, mà là em Tư. Em chịu nói thiệt rồi sao? Chị cũng đã tỏ hết mọi việc rồi. Chị cả à, chị đừng rầy em Tư nghe. Thiệt ra cổ cũng khó xử lắm, nên không dám nói với ai việc này. Chị em biết giúp nhau là phải lắm, nhưng em có biết là Thanh Thanh đang mưu sự việc chi không? Ủa, cổ toan tính chi hả chị? Mà thôi, em không cần biết chi nhiều, em cầm số tiền này đưa cho Thanh Thanh đi. Dạ, em cảm ơn chị. Coi bộ việc này hệ trọng nghe chị. Hệ trọng gì chứ? Em có linh tính, việc này còn có điều chí khuất tất. Hình như chị cả biết một sự thật nào đó mà Thanh Thanh còn giấu giếm. Nhưng mà cớ chi chị cả lại đưa cho cổ mượn một số bạc lớn vậy? Việc này thiệt đáng nghi ngờ. Em nghi có người đang sắp đặt mọi việc theo ý họ sao? Em nghĩ họ đang bày mưu, giả trò cho chị mượn tiền. Nhưng thiệt ra người họ muốn hại là Thanh Thanh. Nhưng nào giờ bà cả đâu có ghét Thanh Thanh, cớ gì lại hãm hại cổ chứ? Trong nhà này người hận Thanh Thanh nhất chỉ có bà hai. Ý em nói chuyện chị cả cho mượn tiền là do chị hai xúi giục hả? Nhưng cớ chi chỉ phải làm như vậy, cho Thanh Thanh mượn tiền mà lại là hãm hại Thanh Thanh là sao? Em nghĩ chỉ có một người biết rõ đầu đuôi câu chuyện này,
Ai vậy? Bà Phương. Bà Phương. Việc tôi giao ông mừng tới đâu rồi? Bà khỏi lo, cá đã cắn câu rồi. Tụi nó đã ăn nằm với nhau. Thiên Tần sai mày còn nhỏ lùng lắm. Thiệt tôi cũng hổng về, mọi việc lại êm xuôi, mau chóng đến như vậy. Nè, Thiên Tần có tỏ vẻ nghi ngờ gì không? Chàng ơi, bà có biết là tôi bỏ hết công sức dạy dỗ con sen như thế nào không? Nó đã học hết các mánh lới, đặng có thể dụ dỗ đàn ông một cách dễ dàng nhất. Nói nào ngay, kể cả những gã lão luyện sạch đời cũng chưa chắc thoát khỏi ly tình của nó. Xá chi thằng công tử bột ham chơi háo sắc. Nè, ông bớt nó lại đi. Ông nên nhớ, nói nhiều sẽ hại cái thân đó đà. Tiền tháng này của ông với con sen đó. Ôi, lông rài nó được Thiên Tân cung cấp đầy đủ luôn rồi, giờ nó đâu có lấy tiền của bà chi. Nhưng đó là tiền của nó, ông cứ đưa lại cho nó đi. Tôi biết mà, tôi đâu có lấy mà bà sợ. Xong việc rồi, ông đi đi. Chứ bà không dặn tôi mần tiết chuyện gì nữa sao? Ông cứ ở yên đó đi, khi nào có việc á thì tôi sẽ cậy ông sao. Thiệt tình, nhận tiền của bà mà không làm chi tôi cũng thấy ngại. Mọi việc á diễn ra suôn sẻ theo ý của bà sắp xếp. Con ngót vì hận kẻ giết chết cha của mình nên nhất nhất nghe theo lời của mình, đặng bằng mọi cách báo thù cho cha của nó. Ông bảo họ sắp tới, bà có dự định gì chưa? Tôi muốn ông Bảo trở thành một thương gia có tiếng tăm và có một đứa con gái tên là Quỳnh Liên. Việc mà Quỳnh Liên phải làm là tìm cách giáp mặt với ông Vĩnh và làm cho ổng mê đắm sau khi cổ đã là nhân tình của Thiên Tân. Và hai cha con sẽ cùng nhau tranh giành một đứa con gái. Đây quả là một kế rất lợi hại đó đa. Ý bà muốn ngót, sau khi đổi tên là Sen thì nó phải trở thành Quỳnh Liên sao? Phải. Tôi biết ông Bảo thừa sức làm được việc đó. Dạ. Chào bà. Bà nói vậy là sao? Thì ra bà hai mượn tay bà cả đặng bài kế làm bỉ mặt Thanh Thanh đây mà. Chà, coi bộ kỳ này Thanh Thanh khó lòng mà trốn thoát. Bà nói ai mượn tay bà cả chứ? Bà biết làm chi cho thất công. Khi nào tôi cần á thì sẽ hỏi bà thêm. Bà đi ra đi. Dạ. Bà hai ngày càng lắm mưu nhiều kế. Bà tương kế tụ kế đặng hại Thanh Thanh như vậy. Quả thiệt là thâm độc quá. Nói nào cũng ngay, trò này cũng không có gì mới. Nếu nói đến dụng mưu thì không ai qua mặt được con Mận này đâu.
Thi, coi kìa. Để chị coi, chỉ một lát nữa thôi á, Thanh Thanh sẽ tự dịch rõ chân tướng mọi việc. Tới lúc đó coi nó có còn đóng tuồng làm ra vẻ thanh cao nữa không. Lâu nay ông bị nó qua mặt mà có hay biết gì đâu. Một khi sự thật đã được phanh phui thì người có công lớn nhất là chị đó, chị cả. Tôi cứ thấy lo sợ, thấp thỏm trong lòng. Nhưng mà nếu không thử thì e rằng sẽ nghi oan cho người vô tội. Còn như Thanh Thanh có lòng dạ bất chánh như lời em nói đó, thì mình cũng cần phải ngăn chặn cổ ngay từ sớm thì sẽ hay hơn. Ôi, chèn ơi, chị đang làm việc phải đó, chứ có làm chi quấy đâu mà lo. Thôi, chị em mình phải đi theo nó cho mau, đặng không thôi bỏ lỡ màn cuối dở tuồng này đó. Cô tìm tôi bằng chi? Tôi sắp lấy được tiền rồi. Khi nào lấy được tiền tôi sẽ trả cho cô. Có phải ông hẹn gặp bà Tư ở chỗ gian rừng phía sau chùa đúng không? Nè, cô cho người theo dõi tôi, cho nên cô biết hết mọi chuyện chứ gì. Vậy thì cô tránh ra, tôi ra đó lấy tiền cho cô. Tôi e rằng á, ông không lấy được tiền mà tới mạng sống của ông cũng không còn nữa. Cô tưởng tôi tin lời của cô sao? Cô không hăm dọa ông đâu. Người đàn bà này là ai? Ăn bận sang trọng như vậy là chủ của cô đúng không? Ông cứ coi tôi là ân nhân của ông đi. Ân nhân? Ông tưởng lấy được tiền dễ dàng như vậy đó? Người ta bày kế đặng bắt ông đó. Ông mà tới đó lấy tiền thì coi như là trúng kế của họ rồi. Bà là ai mà sao ăn nói tầm xàm vậy? Đây là bà Năm, vợ ông Hội Đồng Vĩnh. Tình cờ bà Năm biết được Thanh Thanh đang tính kế hại ông, cho nên bà mới kêu tôi tìm cách ngăn ông lại đó. Thì ra là bà Năm. Vậy còn cô? Tôi là chủ nợ của ông, ông quên rồi sao? Nhưng nói nào ngay, tôi với bà Năm quen biết đã lâu. Cùng một lúc tụi tôi biết được âm mưu của Thanh Thanh nên bàn bạc tìm cách cứu ông đó đa. Tôi không tin. Chẳng qua đàn bà mấy người vì ganh ghét với nhau rồi lôi kéo tôi vô ba cái chuyện thị phi của mấy người. Thôi, xê ra cho tôi đi. Thiệt tình á, thì tôi cũng muốn kiếm tiền để trả dứt mấy cái vụ nợ nần này, chứ không có muốn dính líu chi tới việc của đàn bà. Nếu ông không tin tôi á thì cứ đến chỗ hẹn. Tôi sợ cái chi mà tôi không tới. Mà nè, không chừng đây mới là mưu kế của bà. Mấy người à, muốn chia rẽ tình cảm anh em tôi chứ gì? Đừng có học. Bây giờ làm sao hả bà? Kéo hắn ta đến chỗ hẹn.
để cho hắn chứng kiến hết mọi sự việc. Cũng may là bà nhanh trí, lường trước hết việc này. Chứ nếu để hắn xăm xăm tới đó, nói tầm xàm tầm lát, thì e là trước sau mình cũng mang quả. Tao làm việc gì cũng tính toán trước sau hết, có như vậy mới không bị thất bại. Mùi, mày cũng nên học theo cách của tao đi. Dạ. Tụi bay nghe kỹ đây, khi nào người đàn ông đó xuất hiện và nhận tiền của bà Tư thì phải nhào ra thiệt nhanh, rồi hắn té xuống rồi trói lại. Nhớ là phải chờ cho tới khi hắn nhận tiền rồi mới ra tay, nghe không? Dạ, dạ. Đứng im. Sao giờ này chưa tới chứ? Rõ ràng là hẹn mình chỗ này mà. Hoàng Xiên, Hoàng Xiên, Hoàng Xiên, anh có ở đây không? Tôi tới rồi nè. Kỳ khôi ghê. À, hay là mình viết dài hàng để lại đặng anh ta biết là mình có tới. Hắn ta không tới thì cứ đang, chứ mình nghe hắn nằng nặc đòi tiền Thanh Thanh, phải đưa tiền đúng hôm nay mà. Hay hắn nghi ngờ việc chi nên không dám xuất động lộ diện. Chết, nếu để Thanh Thanh về thì coi như là mình thất công vô ích rồi. Cô rồi nghe không? À, cái gì đây? Tiền chứ gì? Cô đem tiền tới cho nhân tình của cô đúng không? Nè nè nè, cô còn viết chữ để lại nữa nè. Chị hai, cái chuyện chi vậy? Cái chi chị lại có mặt ở đây? Mình à, quan cho em lắm. Chuyện này chỉ là bất đắc dĩ thôi, để em giải thích cặn kẽ cho mình rõ. Giải thích cái giống gì? Cô thiệt là lăng loàn cắt nếp, lén lút thằng tiểu với thằng đàn ông khác, rồi cô đem tiền cho hắn nữa chứ. Cô dám qua mặt tôi để làm chuyện bất chánh hả? Cô có còn muốn sống nữa không? Không phải, không phải, không phải như vậy đâu mình. Em xin mình, em xin mình, em xin mình, mình cho em được kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vậy nha. Thấy chưa, ông mà ra đó coi như nộp mạng cho họ rồi. Chẳng lẽ Thanh Thanh lại dám làm chuyện thất đức như vậy sao? Chứ ông không thấy hả? Rõ ràng Thanh Thanh đã hẹn mọi người tới rình bắt ông mà. Chính mắt ông đã thấy mà ông còn không tin sao? Thanh Thanh, cô dám bày mưu hại tôi thiệt sao?
chở chị, mà cô cạn tình với tôi luôn như vậy nè. Ông nên nhớ, Thanh Thanh bây giờ là bà hội đồng giàu sang quyền thế, chứ không phải là cô Đào Thanh Thanh năm xưa nữa. Ông đừng tưởng là Thanh Thanh sẽ dưng theo lời ông mà làm mọi việc theo ý ông muốn. Cũng may là ông chưa bị họ bắt, chứ không thì roi đòn tra khảo, ông chịu không nổi đâu. Tôi thấy tình cảnh của ông cũng đáng thương. Thôi, nên tạm thời tôi không đòi nợ ông nữa. Thiệt, không có gì đau khổ bằng bị chính người thân của mình phản bội. Nói nào ngay, bà con thì bà con, nhưng ai dám chắc là họ thiệt tình với mình chứ. Nó đã bất nghĩa thì đừng trách sao tôi đoán tình. Thiệt ra tôi với nó chẳng có họ hàng gì cả. Nó chính là nhân tình của tôi trước khi về làm vợ ông hội đồng. Hiện giờ nó vẫn còn lén lút qua lại với tôi. Bây giờ thì tôi sẽ tới nhà ông hội đồng nói rõ cho ông biết chuyện này mới được. Chứ ông nghĩ ông hội đồng sẽ tin ông sao? Chỉ e ông tới đó chưa nói được câu nào thì đã bị gông cổ bỏ tù mà kiếp rồi. Ông không tin, tôi cũng nói Hoàng Xuyên này không phải là người dễ bỏ qua vậy đâu. Nè, cô có giỏi á thì phân tỏ cho rõ ràng đi. Nói đi. Dạ, thiệt tình người đó là bà con với em. Ảnh cần tiền gấp để lo chuyện nhà cửa dưới quê nên có ý hỏi mượn, chứ không như chị hai nói đâu. Em xin thề với mình, nếu em gian dối hay làm chuyện gì tổn hại tới danh tiết thì em chết không toàn thây. Cô khéo đặt chuyện lắm. Nếu chỉ là chuyện người thân mượn tiền á thì cô đâu có cần phải lo lắng chạy dại mượn tiền em ba rồi giấu hết mọi người như vậy. Em không muốn giấu ai hết, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình em. Em sinh ra rồi lớn lên trong cảnh bần hàn cơ cực, nên lúc nào em cũng sợ người khác dòm ngó bươi móc chuyện nợ nần tung thiếu của gia đình mình. Em không hề làm chuyện chi gian dối hết. Tình em đi mình. Thanh Thanh à, cô diễn tuồng hay thiệt đó nghe. Mai cho cô là hắn ta không lộ diện, chứ không là cô hết đường chối cãi còn ở đó mà khóc lóc kể lể làm như vô tội lắm. Chuyện chưa có chi là rõ ràng. Vậy chắc gì Thanh Thanh đã đưa tiền đó cho nhân tình chứ? Dạ, nhưng mà... Bà im đi. Cứ chi bà làm om sòm mọi chuyện lên vậy hả? Bộ bà tưởng kiếm chuyện đổ tội cho người khác thì có thể làm tôi tin tưởng và quên đi tội lỗi trước đây của bà sao? Mình nghe tôi nói đi. Chính tai tôi nghe họ nói chuyện với nhau mà. Thanh Thanh gạt mình thiệt đó. Ngoài bà ra có ai nghe bà nói không, hay chỉ một mình bà tưởng tượng ra mọi việc? Cả cái thằng nhân tình gì đó cũng đâu có thêm bóng dáng gì đâu chứ. Thôi, Thanh Thanh về phòng đi, lúc nào tiện thì kêu người bà con đó đến gặp tôi. Dạ, em cảm ơn mình. Cớ gì mình lại tin lời cổ, bỏ qua cái chuyện này dễ dàng như vậy chứ? Uổng công tôi bài kế đang bắt quả tang tụi nó.
Bà tưởng tôi không biết bà muốn trả thù Thanh Thanh sao? Từ rày, bà không được mở miệng nói những chuyện đó trước mặt tôi nữa, nghe không? Đi ra nhà sau đi, đừng có làm sốt mắt tôi. Bà cai quản cái nhà này, để ai muốn làm gì thì làm hứ.